Alo, xin chào các bạn. Hôm nay DJ Buồn U xin gửi tới các bạn một sản phẩm mới là bộ phát video không dây Action Cine View Quark HDMI trên SDI. Cái ưu điểm của cái bộ này so với các cái bộ phát không dây là đời trước là sao? Nó chạy duo trên hai băng tầng là 2.4 và 5. Có nghĩa là sao? Đôi khi là cái mạng wifi của mọi người dùng ấy, nó nhiều người dùng quá nó bị lặp ở cái tần số 2.4, thì lúc đấy nó sẽ có dự phòng bằng cái giải 5 gig, thì là hai cái tín hiệu này nó sẽ được thông nhau hoàn toàn mà không bị gọi là tình trạng lag hình hay giật hình. Kết nối thì nó cũng giống như cái bộ trước Action Cine 2S Pro là bao gồm cổng HDMI và SDI theo chuẩn và truyền hình. Khoảng cách truyền là 150m là cái con số phổ thông với các hầu hết các bộ không dây hiện nay anh em sử dụng. Màn hình OLED 1.3 inch thì nó chỉ có màu đơn sắc đen trắng thôi. Nhưng mà cái lợi thế là các bạn sẽ không bị lóa khi mà nhìn ở bên ngoài trời. Một cái nữa là các bạn nhìn thấy cái là cái anten này này. Cái anten này nó gập lại khi di chuyển không dùng và mở lên khi dùng, thì mở lên nó gập vào chính cái chỗ cái khay cái pass của pin, thì là nó sẽ tiết kiệm được cái không gian khi mình mang đi, mình có thể đút vào túi ba lô máy ảnh ở ngay khe bên cạnh, và nó không có quạt cái vỏ của nó thiết kế không quạt, vỏ là hợp kim bao gồm nhôm nên nó tản nhiệt rất tốt, không cần quạt. Đây. Đây chính là bộ Action Cine View Quark. Đây các bạn sẽ thấy là nó chạy đồng thời là duo hai giải băng tầng 2.4 GB và 5 GB. Phản hồi một bộ phát đi và nhận về, bộ nhận về cũng đồng thời luôn. Hỗ trợ cả cổng HDMI, HDMI và SDI. Đây, khoảng cách truyền là không vượt cản 150m, nhưng mà thực sự là độ hiệu dụng hiệu quả nhất các anh em sử dụng ấy, thực ra nó rơi vào khoảng tầm 100m, trên dưới 100m một xíu thì là hiệu quả nhất. Mà thực ra là anh em xài cái khoảng cách 100m đường thẳng ấy nó cũng là dài đấy, tôi nghĩ cũng là dài đấy, bởi hiếm có cái phòng nào, cái rạp sự kiện nào nó dài đến 150m đâu. Cái màn trực quan OLED rộng 1,3 inch đường chéo đấy, và nó hiển thị này, số kênh này, tầng số này, báo hiệu luôn, đã kết nối thì là không, không kết nối thì là không, mà kết nối được thì là một. Nó có luôn cái là cái khi cài đặt kênh ý, với khi mà mình dùng chỉ là một đội thôi, một đội mình đi làm một cái event, một cái chương trình ý, thì mình cứ chọn cài đặt kênh tự động đi. Còn lại nếu mà có rất nhiều người dùng ấy thì mình chọn cái kênh nó phù hợp nhất, mình có thể trước, nếu mà cái chương trình lớn mà có nhiều đội làm ấy thì thường anh em sẽ phải họp trước khoảng tầm 10-15 phút để biết là ở các đội đứng vị trí nào, làm thế nào để đỡ chồng chéo lên nhau, thì lúc đó mình hỏi luôn là anh em dùng những bộ không dây tên là gì, giải tần số bao nhiêu và khoét bao nhiêu hertz đấy, thì là mình sẽ xét tần số các bộ nó khác khác nhau đi để đỡ bị tình trạng lag các hình khi mà trùng tần số. Nó có một cái ứng dụng rất hay là Pro Action Go, là nó sẽ biến tất cả các thiết bị di động của bạn như điện thoại, máy tính bảng sẽ tạo thành một cái màn hình. Cái màn hình này không phải cho người quay, không phải cho đạo diễn hình ảnh của bản trộn, mà là ví dụ cho là tổng đạo diễn, họ đi họ sẽ lướt xem à cái góc này ok đấy nhỉ, em chạy thêm bám theo ví dụ là diễn viên A, diễn viên B, các nhân vật nào quan trọng là đẩy cho anh,
Hoặc có thể nhắc nhở là ô chưa được rồi thì ở đạo diễn hình ảnh tạm thời bỏ cho anh cái góc này đi chọn góc khác. Thì là người đạo diễn họ có thể dựa vào cái đó họ xem trực tiếp luôn. Một cái tính năng nữa là từ một cái bộ transmitter ấy, nó sẽ sẻ chia cho 4 bộ thu, tối đa 4 bộ. 4 bộ đấy thì có thể bộ thì vào bàn trộn này, bộ thì đưa ra cho tổng đạo diễn này, bộ thì đưa trên màn LED này. Đấy, có là rất nhiều cái option để lựa chọn, có nghĩa là có thể ghép đôi được. Nó cũng đem lại một cái là anh em nhiều khi là ngày xưa dùng các cái bộ không dây ấy, thì thường là hỏng một cái là bỏ. Thì thường thường ở đây họ sẽ cho kết nối giữa rất nhiều các này với nhau, thì tương lai là Action Cine Quark ấy, họ sẽ bán các cái pass rời này rất là dễ dàng cho anh em thay thế. Đây, thiết kế không quạt chống ồn, khiến cho khi mà lắp ở trên cái máy ảnh của mình ý, khi mình quay ý, mà lấy tiếng trực tiếp ở trên đầu mic, nó không sẽ bị không bị cái tiếng đầu vào nguồn, có thể dùng DC, dùng nguồn adapter đấy, hoặc là hỗ trợ pin L series, nó chính là cái ngàm của pin anh em hay gọi là pin F của Sony, F570, F770, F970 đó. Trọng lượng thì là 23 gram. Ở đây chúng tôi ghi hơi nhập, nó là 30 mm, nên nó dày 3 cm. Đây, một và rộng 6,8, dài 10,5. Chỉ có 213 gram chưa kể pin thôi. Pin thì tùy cái dung lượng mình dùng mà nó có thể có sự thay đổi. Đây, mời các bạn xem. Các bạn có thể dùng được khoảng 4 tiếng. Peace.